lội xuống luôn. Từ từ chú, từ từ, cái chân miệng á. Chiều chiều nghe mắt khó con gì nó chiều chiều ra.
mình chạy sát sát vô á chú, mình ngó ngó ở trong á, mình chạy sát sát vô. Bốc mùi á, bốc mùi là người ta báo rồi nè. Tại vì người dân là nghe bốc mùi hôi của chú anh chị là người dân mới báo, chứ là chưa có thấy, nhưng mà bốc mùi hôi. Trong lục bình này nè, sao mà lấy cái cây khều khều ra này, là tại người dân mới điện thoại báo của chú anh chị là bốc mùi hôi. Giờ chú đang đi vô nè. Chú này đang thay đồ luôn, đổ quần xuống luôn. Dạ. Ngó ngó lục bình đó chú, ngó ngó mấy đám mấy bụi lục bình đó. Bữa nay là nổi cao rồi, nổi là nổi cao lắm rồi. Nói nổi cho mình, nhiều khi lục bình nó dày quá đó, nó đậu lên thôi à, chứ mình không thấy được đâu. Thì mình coi chỗ nào nó nhô nhô lên á. Nhô thì lên á. Nhô lên á. Giờ chú lội xuống luôn. Chú lội xuống luôn hả? Coi sâu không chú ơi, coi sâu không nha. Bước xuống từ từ chút, ngồi xuống đi để lắc lắc lắc. Dạ mình lặn lặn lên tới trên đây. Ở phía phía trong đây. Nó trôi là dướng đây liền à, dướng liền à. Là nghe nói là cái em Ngọc Linh này là không có mặc đồ. Phải nhìn kỹ kỹ á. Không có mặc đồ. Đang chú đang xuống, chú đang xuống. Bước từ từ thôi chú ơi. Hơi à, chứ nó cũng không có hơi quá nha. Không hơi quá. Hơi à. Ở đây nó cũng không coi chú có chồng thử được ta. Tại vì nước lên nước lớn nó dập dập nó trôi vô nó dạt vô. Giờ chú đang lội vô trong rồi. Đằng nào cô? Dạ. Rồi xuống đằng kia chú ơi.
chú đang lội lục cái cầu, mong sẽ tìm được của chú anh chị, rất là mong, hy vọng sẽ tìm được. Chú này à, lội xuống luôn. Từ từ chú, từ từ, có chân miệng á. Kiều kiều nghe nha. Mắt à, có con gì nó buông kiều kiều cái. Mong sẽ tìm được.